Rồi, giải thích. Câu số 1, where do you live? Có nghĩa là bạn sống ở đâu thì con khoan câu nào? Where do you live? I live in the city. Đúng rồi. À, câu số 2, what is your favorite food? What is your favorite food? Khoan câu nào? What is your favorite food? It's a sandwich. Đúng rồi. Câu số 3, do they live in that house? No. Do they live in that house? No gì? No, doesn't. Không được, no này. Do no, they live the... in that house? Nó phải có liên quan hai chữ này. They câu nào? Do. Đâu? No, they... no mà, no mà. No, they doesn't. Sao lại they doesn't được? Đây gì? They... Này mà thêm nốt vô đọc là gì? They don't. Đấy, Z they do, no they don't. Rồi câu số 4 hỏi cái gì mà trả lời 54 Lê Lợi Sở Chích hỏi địa chỉ. Câu nào hỏi địa chỉ? Câu A, what his address? Câu B là where does he live? Câu C là how old are you? Câu D là where he from? Khoan vào câu A. Câu số 5 hỏi cái gì mà trả lời là she helpful? Cô ấy rất là tốt bụng hay giúp đỡ người khác? Hỏi tính cách cô ấy như thế nào đâu? Hỏi cô ấy như thế nào đâu? Cô ấy như thế nào? What is she like? What is she like? Câu C. Câu số 6, what nationality is he? Mà không biết trả lời ăn đòn. Hỏi quốc tịch đúng không nào? What nationality is he? Anh ấy quốc tịch gì? Quốc tịch gì? Rồi, khoan chào. He English là anh đang người Anh đó, khoan vô. Câu số 7, what do you do at the weekend? Câu mẫu câu của bài số 4. What do you do at the weekend? Bạn làm gì vào ngày cuối tuần? Không có từ like đâu nha, cái trong câu hỏi đâu có like đâu. Rồi, câu đấy. I usually ride my bike with my friends. Câu số 8 nào. What does she like doing in her free time? Nào, câu này có like này. Cô ấy thích làm gì trong thời gian rảnh? What does she like doing in her free time? Đúng rồi. À, she... Ủa, nhưng mà hỏi cô ấy mà, sao lại tôi thích được? Cô ấy thích đâu? Cô ấy thích. Câu nào cô ấy thích? Câu 9, would you like to be a doctor in the future? Là bạn muốn làm nghề, à, bạn có muốn trở thành bác sĩ trong tương lai hay không? Would you like to be a doctor in the future? Câu nào? Rồi, tiếp. Câu 10. Why would your brother like to be a firefighter? Why would your brother like to be a firefighter? Tại sao anh trai của bạn muốn trở thành lính cứu hỏa? Tại sao? Bởi vì anh ta sao? Anh ta thích giúp đỡ mọi người, đúng rồi. Ok.